Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà. Những cái dòng hàng kg ạ và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin đi hoài số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng biển Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì bên em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan rẻ, giá và cực kỳ là rẻ luôn, để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cây lan đẹp nhất nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị. Và các bạn đến mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái lô lan tiểu hồ điệp. Lâu lắm rồi thì mới có một cái lô tiểu hồ điệp rất là xinh đẹp này về. Đó, cái dòng lan tiểu hồ điệp nó là tiểu hồ điệp thôi, nhưng mà cái cần hoa có thể vươn dài cả 40-50 cm. Và cái đủ sắc màu luôn, ngay từ thân lá cô chú anh chị cũng có thể nhìn thấy là rất là nhiều sắc màu rồi đúng không ạ. Và 1 kg của dòng lan tiểu hồ điệp này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 150.000 cho 1 kg em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị ạ. 0,3 này cô chú anh chị mình có thể làm những cái chậu hồ điệp rất là tuyệt vời luôn rồi. Để khi mùa hoa, trong một cái chậu cô chú anh chị trồng nhiều cây thì khi mà đến mùa hoa cây sẽ đua sắc màu, nở rộ những cái chùm hoa đầy sắc màu rất là tuyệt vời luôn ạ. Hoặc cô chú anh chị có thể lấy nhiều lượng nhiều hơn, có thể tạo ra những cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Và tiếp sang bên này đây là cái dòng lan Hải Yến. Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái sắc hoa tím ngọt ngào rất là quyến rũ đấy ạ. Và ở đây thì cái dòng lan Hải Yến này xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. Cây khỏe và tươi do nhiều gió như vậy ạ. Và bên này đây là những cây dáng hương đuôi chồn, cái dòng lan tuyển chọn những cây gọi là vừa tầm ghép, có thể cho mình những cái bông hoa đẹp nhất và cây có đủ sức khỏe và khỏe nhất để cô chú anh chị có thể dễ dàng thuần được cô chú anh chị này. Đó, hàng rất là đẹp luôn ạ. Là những cây tuyển chọn từng cây một rất là đẹp như vậy, cắt tỉa sạch sẽ luôn cô chú anh chị nhé. Và hàng này thì em xin phép chỉ bán với giá có 170.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây là cái dòng dáng hương bạch nhạn. Cho ai yêu thích cái màu hoa trắng thanh khiết và cái mùi hương thơm rất là ngọt ngào của nó đây ạ. Cái dòng dáng hương bạch nhạn này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Em cũng sẽ bán từ 0,3 kg. 0,3 thoải mái của chú anh chị mình. Vài chục nghìn thoải mái của chính chị, mình có những dòng bạch nhạn rất là đẹp thì thưởng thức rồi. Và ở đây ạ, ở đây thì hiện tại em đang có một số những hình cây bạch nhạn. Bên này là cây vừa vừa, nói chung là đều đều rất là đều nhau. Tuy nhiên thì em đang có một số cây to rất là nổi trội, mà ở đây thì em đang chia ra theo từng theo hình để em bán này. Cây này rất là to mà hiếm khi gặp luôn cô chú anh chị nhá. Đây, cái lô này em đang có 3 cây cực kỳ là to, phẩm cực phẩm to như vậy. Và 3 cây này em xin phép được bán với giá là 120.000. Chỗ này cô chú anh chị về làm một chậu đến mùa hoa thì phải nói là đẹp xuất sắc. Không phải lúc nào cũng có những to như vậy đâu ạ. Và với phần hoàng nhạn bạch nhạn số 2 cũng là 3 cây to. Nhưng 3 cây này thì nó có phần là xấu hơn, kém hơn. Cũng là cây rất là to, nhưng mà vì nó to quá vận chuyển đóng gói về nó bị cũng bị dập lá một chút đấy cô chú anh chị. Thì cái lô này em bán là 70.000 cô chú anh chị nhé. Và bên này đây ạ thì em có cái dòng lan lan hài. Đây là những cây lan hài dâu xanh của chú anh chị ạ. Cái dòng lan hài thì nó có rất là nhiều. Mỗi một cái loại lan hài có một cái vẻ đẹp riêng, thì cô chú anh chị có thể cùng em ngắm. Cái dòng lan, đây là cái dòng lan hài Vân Bắc này cô chú anh chị này. Ôi trời ơi, cái chỗ lan hài Vân Bắc này. Cái lan hài Vân Bắc này thì hôm qua nó bị đổ nên là bung ra hết. Bây giờ cái cánh hoa của nó vẫn hơi rũ một chút xíu. Đó, hài Vân Bắc này. Những cây lan hài Helen với màu hoa rất là màu vàng, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng, rất là xinh đẹp này. Cây bé nhỏ mà cần hoa vươn rất là cao luôn đây cô chú anh chị. Mỗi một cái dòng lan hài thì nó có một cái vẻ đẹp rất là riêng và đáng thưởng thức. Độ bền thì rất là bền hoa cô chú anh chị ạ. Thì ở đây thì em đang giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hài dâu xanh. Ở đây cũng đang có một số cần hoa nó nở. Bây giờ không lên chậu thì nhìn
không lột tả được hết cái vẻ đẹp của nó. Khi mà nó lên chậu thì cây rất là đẹp luôn. Cái dòng lan hái dâu xanh này em xin phép được bán với giá chỉ 90.000 cho 1 kg thôi. Và ở đây thì em còn có thêm những cây lan hài Helen đây, mệnh danh nàng công chúa tóc vàng. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm một cái dòng lan mà phân bố rất là hẹp, mà khi nói đến cái dòng lan hài có lẽ người ta không thể không nhắc đến. Đây, ở đây thì đây là em có một cái chậu rất là nhỏ thôi mà nó cũng đang có hai cái bông hoa nở và hai cái vòi nụ đang lên rất là đẹp này. Thì cái dòng lan hài Helen em đang có một số phần, cô chú anh chị có thể chọn. Và hàng này thì hiện tại là hoàn toàn chưa nở hoa. Đấy, nụ thì còn rất là ngắn nên về cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa nhé. Đây này cô chú anh chị này. Đấy, một rề khóm rất là nhỏ như vậy thôi mà rất là nhiều nụ luôn. Đấy, hiện tại em đếm sơ sơ là thấy 3 nụ rồi trong một cái rề này này. Phần này em gọi là phần số 3, một rề, hai rề và ba rề. Cái chỗ này có 3 rề, phần số 3 em xin phép được bán với giá là 90.000 cô chú anh chị nhé. Chỗ này cô chú anh chị về làm được hai giò xinh như cái giò em vừa làm đấy ạ. Hình nào phần tiếp theo, phần số 2. Cái lô này cũng rất nhiều nụ luôn đây cô chú anh chị. Đó, nụ nó còn nhỏ, nó cũng chưa lớn ấy, nên là về cô chú anh chị thoải mái thưởng thức hoa luôn. Đây này, cái mèo nụ của nó này rất nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Và phần số 3 thì em xin phép được bán với giá là phần số 2 là 80.000 nhá. Và phần số 1 này. Phần số 1 này là cũng là một phần rất là nhiều mà nụ của nó cũng nhỏ ấy cô chú anh chị. Đó, có những cây thậm chí bắt đầu mới nhú mèo luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Bắt đầu nhú mèo luôn. Đấy, cái combo cái hình này em cũng xin phép được bán với giá là 90.000 cho lô này. Và ở đây thì cái dòng lan hài Helen thì em cũng có một số những cái chậu lan hài Helen mà mình đang trồng thuần sẵn rồi. Về cô chú anh chị cũng chỉ việc treo thưởng thức thôi. Cô chú anh chị mình có thể chọn theo phần hoặc là theo chậu ở đây cho em này. Chậu này em gọi là cái chậu số... Chậu này em gọi là cái chậu số 55 đây. Đó, cái chậu hài Helen 55 hiện tại đang có một cái nụ rất là xinh. Với chậu này thì em đã trồng rất là lâu rồi. Đó, cô chú anh chị nhìn này. Chậu này em xin phép được bán với giá là 50.000 cô chú, 150.000 nhá. Chậu tiếp theo là 56 à. Chậu này cũng rất là nhiều. Nhiều cây cô chú anh chị ạ. Vừa rồi thì cũng có nụ đấy ạ. Tuy nhiên thì cái nụ nó không biết là bị con gì cắn đi, bị gãy đi. Cái chậu này em bán là 150.000 và tiếp theo là chậu 57. Chậu 57 này thì cũng rất là nhiều cây mà lại không thấy có, chưa thấy có nhú nụ ấy cô chú anh chị. Ở đây cũng có mèo nụ rồi đây này cô chú anh chị này. Thấy có mèo nụ nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây rồi. Có những nhiều cây còn lại thì chưa thấy có mèo nụ. Cái hình này em xin phép bán 150.000 nhá. Và tiếp theo là chậu 58 này. 58. Cái chậu 58 này thì em thấy là đặc biệt là nó chưa có mèo, chưa thấy có mèo ở đâu. Chưa thấy nhú mèo lên, không biết là dạo nữa nó có nhú mèo không cô chú anh chị nhá. Hay là phải đợi đến sang năm. Cái hình 58 này em bán với giá là 150.000 này. Và sang hình tiếp theo là 59 này. Một cái chậu hài mà cũng rất nhiều cây, hiện tại đang có một cái mèo nụ chuẩn bị bung lụa. Cái giò này em xin phép bán với giá là cũng là 150.000 nhá. Và bên này đây là hình 60. Đó, một cái cây lan hài, một cái bông lan hài Helen đang bắt đầu là bung lụa rất là xinh xắn ở đây cô chú anh chị ạ. Đẹp cả một cái chậu lan hài như vậy, em xin phép bán nó với giá là 150.000 nhé cô chú anh chị nhé. Là chậu một chậu số 60 ạ. Đấy, thì với cây hài cô chú anh chị mình có thể rất là nhiều lựa chọn như thế này. Và bên này đây thì em có cái dòng lan sơn thủy tiên cô chú anh chị nhé. Cái dòng sơn thủy tiên này nở hoa thì đẹp thôi rồi cô chú anh chị ạ. Với những cần hoa cánh hoa dài, bông hoa dài dày, một cái chậu cánh hoa sáp và bông hoa dày và cực thơm. Cái dòng sơn thủy tiên này em bán 1 kg với giá là 180.000 cho 1 kg dòng sơn thủy tiên nhé quý chị nhé. Bên này đây là em có cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp. Cây thân lá giống sơn thủy tiên nhưng hoa nó sẽ cánh thưa hoa hơn và cánh hoa nó cũng mỏng hơn quý chị ạ. Hoàng lạp ở đây cô chú anh chị có thể sưu tầm, giá cũng rất là rẻ. Phần này em gọi là phần số 1 này, với giá cả một lô như vậy 60.000 thôi. Phần số 2 50.000 và phần số 3 một cái rề rất là to. Đó, phần này em bán 70.000. Và ở đây đặc biệt là em có hai cái lô hoàng thảo nghệ tâm. Đó, em bán đây. Nhìn như vậy thôi cô chú anh chị có thể thấy này, lên mầm rất là nhiều mà thân bập ú ụ nhá cô chú anh chị nhá. Một lô nghệ tâm như vậy với giá là 70.000 cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng nhạn tháng. Hoàng nhạn nhá cô chú anh chị nhá. Nói là hoàng nhạn, đây là những cây hoàn toàn hàng hoàng nhạn khai thác ở rừng mà hàng xanh mướt luôn. Cái tầm mùa này cô chú anh chị ghép thì phải nói là hết sức là tuyệt vời ạ. Cái dòng lan hoàng nhạn này em xin phép được bán với giá là 580.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,1 kg. 0,1 kg thì hôm qua em bốc thử là nó sẽ rơi khoảng tầm 5 cho đến 6 cây. 5 cho đến 6 cây nếu như là lựa chọn to một chút thì nó có thể rơi đến 4 cây thôi cô chú anh chị ạ. Tức là với số tiền 58.000
thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu khoảng tầm 4 cho đến 6 cây. 4 cho đến 6 cây hoàng nhạn để làm một cái chậu rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em cũng được. Bên này đây sẽ là những cái hình mà cây lớn, có phần lớn hơn. Thì em cũng có lấy ra một số hình để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn. Đây là hàng hoàn toàn bắp rừng mà phải nói là hàng được chọn lựa rất là kỹ luôn, đáng đồng tiền cô chú anh chị bỏ ra cô chú anh chị ạ. Hình này em gọi là cái hình số 14 đây. Hình số 14. Em xin phép đi ngược một chút xíu nhé. Hình 14 cái phần hình hoàng nhạn này em xin phép được bán 3 cây này. Nó to, rất là to cô chú anh chị ạ. 110.000 ạ cho cái hình số 14, 3 cây hoàng nhạn rất là to. Chỗ này về cô chú anh chị đặt là một chậu xuất sắc luôn. Hình tiếp theo là hình số 13, cũng là 3 cây này. Đó, thân lá rất là đẹp luôn. Và hình này em xin phép được bán với giá là 130.000 nhé. Và sang hình tiếp theo là hình số 12, là một cái cặp. Đây, hàng bóc rừng mà cây nhìn như là cái hàng đẹp. Đó, lá mướt mượt mượt, gần đẹp như là cái hàng bóc vườn luôn cô chú anh chị ạ. Hai cây này em xin phép được bán với giá 140.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 11. Với cặp đôi cực xinh luôn. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Dạ. Với hình này em xin phép được bán với giá là 90.000 nhá, chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo, hình tiếp theo ạ là hình số 10. Hình số 10, ba cây cực đẹp luôn. Đó, ba cây hoàng nhạn rất là đẹp này. Hàng bắc rừng này em bán là 140.000 cho ba cây này nhá. Về cô chú anh chị làm cái chậu hoàng nhạn quá đẹp, nó không khác gì nhạn 4N luôn. Và ở đây ạ là cái hình số 9 này. Hình số 9. Hình số 9. Ở đây thì em có một cặp gồm có hai cây, cũng là hai cây to của chú anh chị ạ. Hình này em bán với giá là 110.000 nhá cô chú anh chị nhá. Dạ, và ở đây đối với hoàng nhạn thì cô chú anh chị cũng có thể có một cái lựa chọn nó hoàn hảo hơn. Ở đây thì em còn có thêm những cái chậu hoàng nhạn hàng bắc vườn này cô chú anh chị này. Lát nữa thì em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị sau nhá. Đây là những cái cây nhạn bắc vườn mà cô chú anh chị nhìn ạ. Không khác gì nhạn 4N luôn, mà so với cái dòng nhạn 4N thì giá của nó không bằng một nửa. Thực ra thì cây nhạn 4N cũng là cái hàng giờ hàng tuyển chọn từ rừng ấy, mà người ta bên Thái người ta trồng và gieo hạt lên thôi, chứ nó cũng không phải là một cái cây gì gọi là đặc biệt đâu cô chú anh chị ạ. Nên là nếu như cô chú anh chị chơi nhạn 4N thì có thể chơi những cây này thì rẻ hơn rất là nhiều, đảm bảo hoa đẹp cô chú anh chị ạ. Lát nữa em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Rồi sang bên này đây thì em giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái chậu lan thuần mà đáng thưởng thức đây. Hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị nhìn cho em. Cái lô chuỗi ngọc về đẹp không chê vào đâu được. Cây bây giờ đã thu hết ngọn rồi, phình thân căng rất là đẹp như thế này. Và hàng này thì em đảm bảo cô chú anh chị là 1 đến 2 tháng nữa thôi là cây sẽ bắt đầu là nhú nụ và sẽ cho cô chú anh chị mình những cái bông hoa nở Tết đấy cô chú anh chị. Hàng này sẽ nở Tết đấy ạ. Và một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc rơi rất là nhiều thân đẹp như thế này. Giá em bán là 170.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo vôi này. Đây là cái dòng lan hoàng thảo vôi. Vôi thì đối với cái độ thơm thì nó chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Một cái giò khỏe và đẹp như thế này, đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan thơm nhức mũi. Giá em bán ở đây sẽ là 140.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây là những cái cây lan phi điệp mà đẹp, được nhà vườn người ta sưu tầm giữ giống. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan giả hạc Hòa Bình hay là phi điệp tím Hòa Bình đấy cô chú anh chị. Một cái dòng lan nổi tiếng với dòng thân thủ dài và cực sai bông đây. Hàng hoàn toàn ươm ki cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Hoàn toàn ươm ki cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu phi điệp tím Hòa Bình rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên như thế này. Em bán với giá chỉ có 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. 70.000 để cô chú anh chị sưu tầm cây giống này. Và sang bên này đây ạ là cái dòng giả hạc Di Linh Xuân, cũng hoàn toàn là những cây hàng ươm ki cô chú anh chị nhìn ạ. Đó, hàng ươm ki nhé cô chú anh chị nhé. Mà đã là hàng ươm ki thì cô chú anh chị biết rồi, không phải cái cây lan nào thì nhà vườn người ta cũng giữ giống đâu ạ. Phải là những cái cây mà có mặt hoa rất là đẹp đó, mà có giá trị thì nhà vườn người ta mới có giữ giống cô chú anh chị nhé. Một cái chậu giạc Di Linh Xuân rơi ít nhất là 4 thân đó. Một cái chậu như thế này thì em xin phép được bán với giá là 80.000 cho một chậu. Và bên này đây sẽ là cái dòng phi điệp tím hàng rừng đó. Cũng là được nhà vườn người ta nhân giống, ươm ki nhân giống này. Và một cái chậu phi điệp hàng rừng như thế này chắc chắn mùa xuân sẽ cho cô chú anh chị những cái cần hoa rất là tuyệt vời luôn. Mặc dù hiện tại những cái cây điệp nó không còn được giá trị như hồi xưa, nhưng mà chắc chắn một cái điều vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp của nó vẫn là những cái bông hoa đáng thưởng thức ạ. Với chậu như vậy em bán với giá chỉ 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu hạc vĩ thiên cung lự bố. Hạc vĩ thiên cung lự bố thì nó không phải là giống như hạc vĩ rừng đâu cô chú anh chị ạ. Nó không phải là như hạc vĩ rừng mà bông hoa của nó phải nói là đẹp một cách xuất sắc. Bởi vậy mà trước đây mỗi một thân hơn 100.000 cho một thân hạc vĩ thiên cung lự bố luôn. Đây là mặt bông của thiên cung lự bố. Đảm bảo bảo hành mặt bông đẹp trọn vẹn như vậy cho cô chú anh chị mình nhé.
Bông hoa cánh phớt hồng ở môi rất là lớn của chị anh chị ạ, rất là tuyệt vời luôn. Và một cái chậu hạc vĩ thiên cung lự bố như này em đếm sơ sơ cũng hơn chục thân cho một giò, tức là mỗi một giò hơn chục thân ạ. Và đồng giá ở đây em bán là 110.000 cho một giò nhá. Và bên này đây sẽ là cái dòng giả hạc hoa hồng đỏ ạ. Giả hạc hoa hồng đỏ cô chú anh chị nhá, trước đây cũng một thân hơn 100.000 ạ. Dòng này nhìn cây nhỏ bé như vậy thôi nhưng mà khi mà ra hoa thì phải nói là bông hoa to và siêu có võ luôn. Cánh hoa hồng đỏ rất là đẹp như vậy. Một cái chậu giả hoa hồng đỏ cũng rơi hơn chục thân, đảm bảo bao giá rẻ nhất thị trường cho cô chú anh chị mình. Giá là 120.000 cho một chậu. Và tiếp sang bên này đây ạ, là em có những cái chậu đen đô ra ra. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, hàng đủ màu sắc xinh đẹp luôn. Có những bông hoa tím đậm, những bông hoa tím phớt hồng, rất là xinh luôn. Mỗi một chậu đen đô ra ra để cô chú anh chị về vừa được thưởng thức hoa đấy, mà lại thưởng thức hoa quanh năm, mà lại vừa có một cái cây giống để cô chú anh chị chăm sóc, sau này nó có những cái giò hoa to hơn. Giá chỉ có 25.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Đặc biệt ạ, là những cái cây thiên nga, hàng đủ màu sắc, chuẩn màu sắc để cô chú anh chị mình sưu tầm cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em những cái chậu thiên nga này này. Đó, cây này thì đã trồng rất là lâu rồi nhá, năm thứ 3, thứ 4 hết rồi đúng không ạ? Nên là 1, 2 và cây bây giờ hiện tại cũng đang bắt đầu là chuẩn bị rụng dần những cái lá chân để chuẩn bị cho một mùa hoa mới. 1, 2 tháng nữa thôi là cây này, tất cả những cây này sẽ đều cho cô chú anh chị nụ này. Ở đây thì hiện tại em đang có 3, 4 màu sắc thì cô chú anh chị mình lựa chọn. Đây, thiên nga màu xanh này cô chú anh chị này. Bên ngoài cái màu xanh của nó rất là đẹp cô chú anh chị ạ, xanh cốm rất là đẹp luôn. Này thì màu hơi tối. Màu thứ hai là màu đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Màu thứ ba, màu thứ ba là màu nâu đốm ạ. Một cái màu nâu đốm của chú anh chị nhìn ạ, nó rất là độc đáo, tuyệt vời luôn đúng không ạ. Một cái màu sắc nữa đó là thiên nga đen. Thiên nga đen là một cái loại thiên nga mà được rất nhiều người ưa thích, bởi vì nó là cái dòng lan người ta quan niệm là tượng trưng cho cái vẻ đẹp huyền bí nhá cô chú anh chị nhá. Bốn màu sắc và đồng giá ở đây em bán chỉ có 60.000 cho một cái chậu thiên nga này luôn ạ. 60.000 thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị, những cây thiên nga rất là khỏe và đẹp và trồng rất là nhiều năm rồi. Cây rất là nhiều năm rồi, giá chỉ có 70.000 thôi. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá thị trường. 60.000 thôi cô chú anh chị ạ. 60.000 trong cây thiên nga thôi. Cô chú anh chị tham khảo giá trên thị trường. Em giật mình vì cái nhiều nơi người ta bán giá, người ta chào xỉ giá quá cao và em không dám mua. Cô em cũng sẽ phải chọn những cái lô thiên nga mà hàng chuẩn để giao lưu cùng cô chú anh chị là những cây lan nó đẹp nhất, rẻ nhất ạ. Ngày 8 tháng 8. Một chậu thiên nga lẻ 170.000 cô chú anh chị thấy ạ. Không hề rẻ cô chú anh chị nhá. Ở đây em bán với giá là 60.000 cho một chậu, 240.000 để cô chú anh chị có đủ một bộ sưu tầm những cây thiên nga bốn màu sắc đẹp nhá. Bên này là những cái cây lan hồ điệp ạ, rẻ chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn đây cô chú anh chị. Cây rất là khỏe, bộ rễ phát triển cực khỏe luôn. Ở những cây này về cô chú anh chị chăm sóc kỹ là một dạng nữa, bắt đầu là cho nụ cho hoa luôn cô chú anh chị ạ. Dòng này cho hoa quanh năm. Những bông hoa hồ điệp mà mình tự trồng được ấy thì chắc chắn nó sẽ căng và đẹp hơn rất là nhiều so với những cái bông hoa mà cô chú anh chị lấy nhập trực tiếp về ạ. Một cây hồ điệp như vậy em chỉ bán với giá có 30.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. 90.000 thì cô chú anh chị sở hữu ngay 3 cây hồ điệp ạ. Vũ nữ hồng lâu mộng, một cái dòng lan phải nói là đỉnh của hương thơm. Hàng thì đang chi chít là nụ luôn đây cô chú anh chị, chuẩn bị bung lụa nhá. Một cái chậu như thế này cô chú anh chị dễ dàng trưng trong phòng khách hay bàn làm việc ạ. Thơm nức nở luôn cô chú anh chị nhé. Một cái chậu này em bán với giá là 100.000. Đang rất là nhiều những cái vòi nụ chi chít như thế này. Em đang có hai màu, đó là màu hồng và màu trắng ạ. Màu hồng và màu trắng cô chú anh chị này. Và bên này thì em còn có thêm những cái cây lan trước mặt cô chú anh chị là những cây hoa màu vàng rực rỡ. Đây là cái dòng hoa vũ nữ hoàng kim cô chú anh chị nhé. Dòng lan vũ nữ hoàng kim với màu hoa rực rỡ, màu vàng rực rỡ và cực kỳ là bền hoa, cần hoa vươn cao 40-50 cm, phân nhánh chi chít ạ. Bông hoa rất là đẹp như thế này. Một cái chậu vũ nữ hoàng kim hiện tại nó đang nở hoa, chủ yếu bán hàng giống cho cô chú anh chị thôi. Giờ ít nhất là 4 năm giả hành trở lên với giá là 80.000 cho một giò. Và bên này sẽ là cái dòng lan vũ nữ. Đấy, một cái sắc hoa cam lửa rất là đẹp luôn, đó là dòng lan vũ nữ phượng hoàng. Cái dòng hoa này thì cái mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là tuyệt vời. Một cái chậu nó có hai giả hành. Đó. Chậu hai giả hành như vậy em đang bán với giá là 80.000 cho một cái chậu lan vũ nữ phượng hoàng cô chú anh chị nhé.
Và dòng lan Cattleya, dòng lan với bông hoa sắc tím hồng, tím sáng rất là tuyệt vời luôn. À, ngay từ cái thân của nó cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy cái sắc tím rồi. Hàng này trồng thuần của Việt Nam mình cô chú anh chị nhé. Đấy, một cái bông hoa nó đã tàn rồi nhưng cô chú anh chị cũng có thể thấy cái vẻ đẹp tím của nó. Em bán một cái chậu như thế này 120.000 ạ. Cái này đây sẽ là những cái chậu đen đỗ úc mắt đen, phải nói là những cái siêu phẩm. Hàng bây giờ cây đã đi vào giai đoạn thu ngọn rồi. Đó, một cái giò đen đỗ úc mắt đen rơi hơn chục thân, cực kỳ là sum xuê khủng như thế này. Đó, em phải quay xa cô chú anh chị mình mới nhìn thấy hết. Dạ, một cái giò đen đỗ úc mắt đen nặng chĩu tay. Hiện tại đã bắt đầu thấy những cái mắt mầm mắt kia của nó rồi đây cô chú anh chị. Giá em bán ở đây sẽ là 230.000 cho một chậu đen đỗ úc mắt đen này. Một lô phi điệp vàng ạ. Một lô phi điệp vàng đang chi chít là nụ và mầm đây ạ. Chi chít là nụ và mầm đây, đang có hai thân mập ú ụ, và mùa này thì không có mùa nào đẹp hơn để cô chú anh chị ghép phi điệp vàng luôn. Và một cái giò phi điệp vàng như vậy em xin phép được bán với giá ở đây còn có thêm một cái nhánh kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng nữa. Em bán 80.000 cho lô phi điệp vàng này. Hoặc cô chú anh chị mình ạ, cũng có thể chọn hàng theo bảng ở đây. Em trồng thuần sẵn rồi, cô chú anh chị về chỉ việc treo lên và thưởng thức hoa thôi nhé. Hình 62 ạ. Chậu giò phi điệp vàng 62. Giá thì quá là bèo bọt luôn cho cô chú anh chị mình này. Giò phi điệp vàng 62 em xin phép được bán nó với giá là 110.000 cô chú anh chị nhé. Hiện tại đang có 4 thân mập nủ như vậy và hứa hẹn sang năm sẽ là ít nhất phải tầm 8 hoặc là 9 thân với cô chú anh chị kích được mầm ấy ạ. Tiếp theo là hình 63. Cũng đang rất nhiều nụ chuẩn bị bung đây cô chú anh chị. Đó, cái giò phi điệp vàng này rất nhiều thân, hứa hẹn sang năm sẽ là giò gian rất là khủng. Em bán chậu này cũng 120.000. Và sang hình tiếp theo 64. Cái chậu 64 này cũng đang có 3 thân hoa nhé cô chú anh chị nhé. Chậu này em cũng xin phép được bán là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hai thân hình 65. Hai thân phi điệp vàng nụ luôn, ngắm thân không cũng đủ mê rồi đấy ạ. Đang rất nhiều nụ ở đây, em bán giò này 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. 80.000 thôi cô chú anh chị, có một cái giò lan phi điệp vàng có hai thân để ngắm đã mắt luôn ạ. À, cô chú anh chị thấy này, bây giờ cây đang lên mầm rất là đẹp. Hình 66 ạ, một cái chậu phi điệp vàng này cũng có 5 thân ngắn dài nhé cô chú anh chị nhé. Mầm lên rất là đẹp ở cái giò này. Xin phép em bán là 120.000 ạ. Một hình tổ quạ duy nhất 35.000 cho hai cây tổ quạ này cô chú anh chị này. Tiếp sang bên này đây thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái dòng lan, rất là nhiều dòng lan đặc sắc và đẹp. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái loại lan mà có lẽ bất cứ một ai chơi lan cũng đều muốn có sở hữu để mà thưởng thức hoa Tết đấy ạ, dòng trầm rồng đỏ. Đó, cô chú anh chị nào chơi lan lâu, vài năm chắc chắn là không lạ gì luôn, trầm rồng đỏ ạ. Mặt bông của dòng trầm rồng đỏ đây cô chú anh chị này. Hoa của nó như trầm rừng ạ. Cực kỳ là thơm, không khác gì trầm rừng bầu tròn nhưng bông hoa lại to hơn nhé cô chú anh chị nhé. Alo. Alo. Vâng vâng chị, alo. Bá gọi lên ăn cơm rồi con ạ. Alo. Alo. Dạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng trầm rồng đỏ. Một mối màu sắc mà cực kỳ là phù hợp để chơi những ngày Tết đúng không ạ? Nên là gần như những ai chơi lan đến ngày Tết đều muốn có những cái giò lan để mà thưởng thức hoa Tết ạ. Trước đây giá vài trăm nghìn ạ, hiện tại thì một cái chậu mà cực rẻ luôn. Đẹp, và hiện tại thì một cái chậu mà cực kỳ là rẻ, cô chú anh chị mình có thể có những giò lan đẹp mà thưởng thức hoa Tết nhé. Một cái chậu này hai thân, 4 thân tất cả nhé. Hai thân dài, hai thân ngắn, 110.000 thôi ạ. Chậu tiếp theo là chậu số 46 này.
Chậu này cũng là 4 thân cô chú anh chị ạ, 110.000. Và chậu số 47 ạ, quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Một cái giò lan mà có 3 thân đẹp mê mẩn như thế này. Đó. Em bán với giá là 110.000 nhá cô chú anh chị nhá. Quá là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo, hàng em bao chuẩn mặt bông cây giống nhá. Hình tiếp theo là hình số 48 này, một cái chậu cực xung xuê có đến 8 thân luôn cô chú anh chị ạ. Với giá 130.000. và sang hình tiếp theo 49, 110.000, chậu này là có 4 thân. 4 thân và tổng là thành ra là cả thân bé bé nữa là 5 thân ấy. Và chậu 45. 45 đây. 45 cái giò này em cũng xin phép được bán là 110.000 và 40. À đâu, chậu này là chậu 4, chậu này là gọi là chậu số 50 rồi chứ. Chậu 50. Chậu số 49. Chậu số 50 là 110.000. Chậu 49 cũng là 110.000 và chậu số 51 đây. 51 4 thân ạ. 4 à không phải 4 thân mà 5 thân. Cái giò này em bán với giá là 110.000 và chậu số 52 cũng sẽ là 110.000 cô chú anh chị mình nhá. Ngắm hàng và cô chú anh chị mình lựa chọn cho em. Và sang hình 53. Chậu này em cũng xin phép được bán với giá. Bây giờ em bán 100.000 đi cô chú anh chị này. Và hình 54 ạ, 110.000 cho 3 chậu chậu 3 thân rất là tuyệt vời này. Và bên này đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo đây của vùng Cao Bằng ạ. Hôm nay thì em sẽ chia nhỏ những hình cáo để cô chú anh chị mình sưu tầm. Em có đang có hình 2 4 cây ạ, 4 cây lớn này cô chú anh chị này. Bên kia là một cái cặp đôi gồm có 2 cây luôn ạ. Và hình này em xin phép được bán với giá là 80.000 nhá cô chú anh chị nhá. 80.000 cho hình cáo 4 cây này là một giò đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo là hình số 13, chỗ này có đến 16 cây nhá. 16 cây cô chú anh chị ạ, với giá 70.000 cho một cây, tức là không đến cây 5.000 cô chú anh chị này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 10, hình số 4 ạ. Hình số 4 này cũng là 12 cây. Đó, lô này cây nó lớn hơn em cũng bán là 70.000. Hình số 4 cũng là 70.000 và 11 cây. Và sang hình tiếp theo là hình số đâu, cái hình này không phải 70.000 chứ. Hình này to hơn, em xin phép được bán với giá là 90.000 nhá. À, là 11 cây và hình tiếp theo sẽ là hình số 22. À hình số 5, hình này có 22, hình 22 cây luôn á cô chú anh chị. Em bán cái hình này với giá 70.000 và sang hình số 6 những cây này thì cô chú anh chị về trồng ấy, chăm hơi lâu một chút nhưng mà cây hàng sẽ phát triển cực đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 ạ. Hình số 6 này em bán là 100.000 này. Đó, 100.000 cái hình này có 8 cây nhá cô chú anh chị nhá. Và 8 cây lớn ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 7, 100.000 cho hình này, cũng là những cây rất là to. 100.000 có 5 cây to. Và sang hình tiếp theo hình số 8, hình này cũng là 100.000. Đó, 100.000 có 5 cây to nhá. Và bên này đây ạ, là những cái hình như lúc nãy em đã nói rồi, là cái dòng lan hoàng nhạn cô chú anh chị nhá. Đó, đây là cái hoàng nhạn em mà không giới thiệu với cô chú anh chị có thể nhìn thấy rất là giống với cái hoàng nhạn 4N luôn đúng không ạ? Đây là những cây hoàn toàn là dòng nhạn rừng. Dòng nhạn rừng nhá, cô chú anh chị nhá. Cái chậu này em gọi là cái chậu số 15 này, hoàng nhạn rừng số 15, một cái chậu cặp cây đôi rất là đẹp này cô chú anh chị. Đó, một cái chậu gồm có 2 cây đôi tuyệt vời luôn như thế này. Đó, hàng này mà hoàng nhạn của 4N thì chắc người ta phải bán tầm 500-600 đúng không ạ? Đây em bán 140.000 cho cặp đôi nhạn này. Đó, nhạn rừng này bao nhiêu cặp lá cô chú anh chị nhìn cho em, 4. Và sang hình tiếp theo. Tiếp theo ở đây sẽ là cái hình số 16 này, cũng là một cái cặp đôi nhạn. Đó, cặp đôi nhạn 2 cây rất là đẹp. Em bán cặp này với giá là 120.000. Và hình tiếp theo là hình số 17 đấy ạ. Hình số 17 này cũng là một cái cặp đôi mà rất là xuất sắc luôn như này. À, lúc này em lỡ nhẫm vào đây một tí, nó bị nứt lá ở đây một tí này. Và cái hình này em xin phép được bán nó với giá là 130.000 nhé, của chú anh chị nhé. Là hình số 17 đấy ạ. Hình 18 là một cây VIP xịn sò luôn này. Một cây cực kỳ là VIP luôn, bản lá to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Và cái cây này em xin phép được bán với giá là 75.000 thôi cô chú anh chị ạ. 75.000 thôi. Nếu như cô chú anh chị mình mà muốn chậu có 2 cây ấy, cô chú anh chị chỉ cần mua 2 cây thôi ghép lại được một cái giò lan gọi là đỉnh luôn cô chú anh chị nhá. 2 cây mà làm một trò giò như thế này thì quá gọi là quá là đỉnh luôn, hơn 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. Siêu rẻ cô chú anh chị, có một cái lô hàng mà nó đẹp mà nó rẻ như thế này hiếm hoi có lắm luôn cô chú anh chị. Hình sang hình này sợ gọi là hình 19, cây này thậm chí mọc cả cây con luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Đó, cây mẹ con luôn cô chú anh chị nhá. Và cái cặp hình này xin phép em bán là 90.000 ạ. 90.000 cho hình số 19 nhá. Hình tiếp theo là cái hình số 20, cũng là cây mẹ con ạ.
trồng rất là lâu, chăm sóc rất là lâu thì mới được cái cây nhạn nó to lá đẹp như này. Cũng là cây mẹ con em bán 90.000 và sang hình 21 ạ. Hình 21 này em xin phép được bán với giá là 65.000 cho cây này. Và hình tiếp theo hình 22, cây này em bán với giá mỗi cây cũng bản lá rất là to. 80.000 cô chú anh chị nhá, 80.000 cho cây này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23 cũng 80.000 ạ. 24 ạ, 24 65.000. Và hình 25 cũng là một cái cặp đôi quá là tuyệt vời, 140.000 cho cặp đôi này này. 26, cây này em bán là 70.000 ạ. 27 ạ, 27 với giá là 75.000 cho cây này. Và 28 này, cây này tuyệt vời, 90.000. Và bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái mà hàng xếp siêu rụt luôn. Đó, mà cực kỳ là rẻ nữa cô chú anh chị ạ. Hàng châu Thái thì cô chú anh chị biết rồi, nó đa đủ màu sắc luôn. Hình 29 ạ. 29 màu cặp đôi gồm có 2 cây. Hình này em xin phép được bán nó với giá là 190.000 nhá. Tiếp theo là hình số 30. Hình 30 đây cô chú anh chị nhìn ạ, lá mít quá đẹp luôn. Đó, một cái chậu lá mít quá đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Cái chậu này em xin phép được bán với giá 160.000. Và chậu số 31 này 150.000 ạ. 150.000. Và chậu tiếp theo là chậu số 32. À, cái hàng châu Thái này tiện đây em nói thì cô chú anh chị tưởng tượng luôn cái độ to của nó dao động trên dưới 0,4 kg cô chú anh chị nhá. Cây rất là to rồi đấy ạ. Hình số 32 140.000. Cô chú anh chị nhìn cho em. À đâu, không phải 140 mà 150 chứ. Cây 43, cây 33 160.000 cho cây 33 này. Và cây 34 100.000 ạ. Cây số 35 đây, cực kỳ là VIP và đẹp luôn. Cây 35 160.000, cây 36 150.000 và cây 37. Cây 37 160.000 ạ. 160.000 mít rụt. Và cây số 38 150.000 và cây 39 đây. Cũng cả là những cái siêu phẩm đây, 150.000 cô chú anh chị nhá. Cây 40 40 là cái hình châu rừng. Một cặp gồm có 2 cây cô chú anh chị ạ. Hình này em bán 160.000. Và hình tiếp theo là cái hình số 41 ạ. 41 với cả 42 em làm một cặp luôn ạ. Hình này em bán với giá là 120.000 thôi cô chú anh chị. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 43. 43 em bán cái hình này cực kỳ là đẹp, 100.000 cho cây đơn này cô chú anh chị nhá. Và 44 ạ là 170.000 cho cái hình này có 3 cây châu rừng. Đó, 170.000 ạ. Rất là to. Mật ong khoái, một món quà tuyệt vời từ thiên nhiên cô chú anh chị này. Cái này thì chỉ có rừng thôi cô chú anh chị nhá, chứ không có nuôi được ạ. Cái tổ mật ong khoái mở ra là thơm nức, sánh vàng óng rất là tuyệt vời như thế này, đảm bảo cô chú anh chị là ngon hoàn hảo luôn cô chú anh chị nhé. Và 1 kg của mật ong khoái mà hàng nguyên sáp, nói là nguyên sáp nhưng mà cô chú anh chị thấy là cái độ mật của nó rất là nhiều mà sáp thì cực ít thôi cô chú anh chị nhé. Bởi vì những cái sáp mà nó chảy cái mật ra như hết rồi, gần như bọn em cũng bỏ bớt rồi. Và 1 kg mật ong khoái này em xin phép được bán với giá chỉ có 200.000 thôi và bảo đảm là chuẩn mật ong xịn, siêu chất lượng và bảo đảm giá rẻ nhất ở thị trường cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Bên này đây thì em còn có thêm rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông em có đủ size luôn ạ. 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, châu rừng 5.000 trong kg, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp, atonic 12.000 trong một gói này, ở dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ, B1 thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ, xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ, thuốc đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, thắp tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ gói. Kim Kim Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 trong một gói nhé. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 trong một túi 1 kg. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh, đây phân dê 4.000 một túi dài 20 cm. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 trong một túi ạ. 1 kg. Bên này thì em có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 trong một lọ. Một cái sản phẩm hoàn toàn được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm mà có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Ngoài ra cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị mình có cảm giác thư giãn an thần và giảm đau một cách rất là hiệu quả luôn cô chú anh chị ạ.
Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây.